Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Mr. B. Hôm nay B sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn nhanh, đơn giản các bạn có thể làm tại nhà. Món này có thể giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề là hay chán ăn, buồn miệng trong thời gian rảnh. Thì tất cả những gì mình cần chuẩn bị rất đơn giản luôn. Đó là những cái mảnh bánh mì sandwich còn lại sau những bữa tiệc tùng vui chơi cùng bạn bè hoặc những cái cuộc càn quét thức ăn thừa trong tủ lạnh. Và mình cần thêm một ít hành lá cũng như là đường đó để chế biến cái món này. Bây giờ hãy cùng Bi tiến hành làm cái món này nhé. Đây, mình đầu tiên mình sẽ cắt nhỏ ra, sau đó mình sẽ cho vào lò vi sóng cho cái bánh mì này nó giòn lên. Đấy, mình làm nóng đó. Bạn nào có lò nướng thì dễ hơn, cho vào lò nướng nó sẽ nhanh giòn hơn. Đây, với ba lát sandwich Bi đã sắp nhỏ ra và được một tô như thế này, thì cái tô này Bi sẽ cho vào lò vi sóng để làm cho nó. Mình sẽ cho bánh mì vào lò vi sóng để làm nóng lên cho nó giòn lên ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn chế độ vừa thôi, khoảng 3 phút. Xong rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh mì ra. Đây, ồ nóng quá. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó nguội lại. Nó có vẻ giòn khô khô rồi. Thì bây giờ tới cái bước tiếp theo là mình sẽ làm mỡ hành. Ở đây á, cái cách làm mỡ hành nhanh nhất là các bạn cho dầu ăn vào cái chén, cho thêm một tí muối vào, rồi cho hành vô luôn, hành sắc nhỏ ra, cho hành vô. Xong rồi mình sẽ cho cả cái chén này vào cái lò vi sóng luôn cho nó nhanh, chứ mình không có làm theo cách truyền thống như là bỏ vào chảo kia nữa, nó rất là mất thời gian. Ở đây mình thức ăn nhanh cho nên là mình cũng sẽ chế biến nhanh luôn. Rồi, giờ mình cho vào lò vi sóng nha. Đó, cái này chắc chừng khoảng 2 phút, 3 phút, giống như bánh mì khi nãy. Ở đây mình để chế độ vừa nhé, các bạn nhớ nha, vừa. Rồi, bây giờ mình đợi thôi. Quá sôi luôn các bạn ơi, có mùi thơm của hành nữa, tuyệt vời luôn, nóng lắm luôn á. Đây, đó, các bạn thấy không? Mỡ hành sôi sùng sục luôn nè. Đó, thì mình sẽ lấy cái phần mỡ hành này nè, mình rưới lên cái phần bánh mì, nhưng mà mình rưới cái phần hành thôi nha. Ở đây hình như hơi bị ít hành đó. Bây giờ mình sẽ rưới cái phần hành này lên, dùng muỗng vớt cái phần hành này để ít mỡ thôi. Nếu mà nhiều dầu quá thì nó sẽ làm cho bánh mì mình nó bị mềm á. À, mình nghĩ nhiêu đây cũng được rồi, không có ít lắm đâu. Tại vì mình nhiều người ta không thích ăn hành nhiều, vừa thôi nhá. Rồi, các bạn vớt hành ra thì cũng cho thêm cái phần dầu vào một chút xíu cũng được, tại vì phải có dầu thì nó mới bám vô. Đó, mình sẽ cho cái phần hết cái phần hành còn lại vào trong cái tô bánh mì này, sau đó mình lắc đều cái phần bánh mì lên, lắc cho nó thấm đều cái phần mỡ hành khi nãy mình vừa mới sạc đó. Và trong lúc chờ đợi thì các bạn cũng nên mở bếp lên, bắt chảo lên để mà mình nhào đường. Và mình dùng cái phần dầu mỡ hành còn sót lại để mình cho đường vào thắng. Tôi chuẩn bị một chén đường. Một chén đường. Bây giờ chờ chảo nóng thì mình bỏ đường vô. Bỏ đường vào. Thắng mà khi mà nó vừa tan ra đó thì các bạn cho bánh mì vào luôn.
Đây mình cho lửa lớn chút xíu nè. Nè, đường bắt đầu tan ra rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bánh mì khi nãy vào nha. Đó, xào qua. Mình đã nghe mùi thơm của hành nè. Rồi cái vị ngọt ngọt của đường. Rồi, rất là nhanh thôi. Bây giờ mình xào cho nó áo qua cái lớp đường với hành ở bên ngoài là được. Rồi tắt bếp. Xong rồi đó các bạn. Rất là nhanh luôn. Dễ làm, nhanh chóng. Đó, các bạn có thể dùng cái này để nhâm nhi cho khi mà mình thưởng thức những cái bộ phim hay. Đó, chưa có đầy 10 phút là mình đã có một cái món ăn như vậy rồi. Để bây giờ mình sẽ thử xem là mùi vị nó như thế nào nhé. Đợi nó nguội một chút xíu thì mình đã có thể thưởng thức được một cái món bánh mì giòn, có hương vị mặn mặn của muối, mùi thơm của hành phi và vị ngọt của đường. Đó, ba cái mùi này, ba cái vị này hợp lại với nhau tạo ra một món ăn ngon xuất sắc các bạn ạ. Đó, Bi đã thử và thành công. Bây giờ tới lượt các bạn ha. Các bạn hãy nếu như mà trong tủ lạnh của mình vẫn đang còn những cái miếng bánh mì sandwich như vậy, còn chần chờ gì nữa, hãy làm ngay cho mình một món ăn nhanh đi nào, để đời không còn nhạt nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thích thì các bạn hãy like video này và share video này cho các bạn nhé, ủng hộ kênh của Mr. B. Xin chào và hẹn gặp lại.